Tiểu sử và sứ mạng thờ sai của Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, người đồng sáng lập Hội thờ sai Paris, đại diện tông tòa tiên khởi đàng trong, giám quản tông tòa đàng ngoài, khai sinh hàng giáo sĩ Việt Nam, đấng sáng lập Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh giá và sáng lập dòng Mến Thánh giá. Đức cha Pierre Lambert de Lamotte cùng với Đức cha François Paluy và Đức cha Cotto Landi là ba vị giám mục người Pháp tiên khởi trong chức vụ đại diện tông tòa được cử sang truyền giáo tại miền Đông Nam Á vào thế kỷ thứ 17. Ngoài việc truyền chức cho các linh mục bản xứ và thiết lập hàng giáo sĩ địa phương, Đức cha Lambert còn có công sáng lập Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh giá và dòng Mến Thánh giá. Sát cánh với các vị thừa sai khác, Ngài đã gieo vào lòng Giáo hội Công giáo Việt Nam một nền linh đạo tập trung vào Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Để chính nền linh đạo này đã trở nên động lực vững chắc, thúc đẩy hàng trăm ngàn tín hữu Việt Nam mạnh dạn tuyên xưng đức tin trong suốt gần 300 năm cấm đạo. Nhân dịp mừng kỷ niệm 400 năm ngày sinh của Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, chúng ta cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, tri ân đấng sáng lập và cùng ngược dòng thời gian trở về quá khứ để tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp thừa sai của Đức cha Lambert de Lamotte, vị cha trung kính yêu của chúng ta. Phần 1: Từ thời niên thiếu đến khi làm giám mục 1624-1660. Phần 2: Sứ mạng thừa sai 1660-1676. Phần 3: Những năm tháng cuối đời 1676-1679. Phần 1: Từ thời niên thiếu đến khi làm giám mục 1624-1660. Đức cha Pierre Lambert de Lamotte chào đời ngày 28 tháng 1 năm 1624 tại giáo phận Lisieux, vùng Normandy, phía tây bắc nước Pháp, là người con thứ hai và cũng là trưởng nam trong một gia đình có 4 chị em, gồm 2 trai và 2 gái, thuộc dòng dõi quý tộc, song thân là ông Pierre Lambert de Lamotte và bà Catherine Ede. Là một cậu bé đạo đức, mang khuynh hướng thần bí, Ngài kể rằng: "Lúc tôi lên 9 tuổi, tại thành phố nơi tôi chào đời, một ngày nọ khi người ta hỏi tôi nếu sau này tôi có thể đi tu như một vài tu sĩ nào đó không. Nhưng nảy ra trong tâm tư của tôi ý tưởng về một hạng người rất hợp với tôi vô cùng. Bị cuốn hút vào đó, tôi muốn theo cuộc sống của họ. Họ mang tên là những người mến thánh giá." Lên 10 tuổi, Đức cha Lambert được cha mẹ gửi đi học tại thành phố Căng, cách Lisieux khoảng 50 km. Trong thời gian theo học tại Căng, Đức cha đã chịu tang thân phụ lúc mới 11 tuổi rưỡi. Năm 1640, khi chương trình học chưa hoàn tất, thì thân mẫu của Ngài lại ra đi khi Ngài mới 16 tuổi. Hai mất mát trên làm Ngài vô cùng xúc động. Năm 1646, tốt nghiệp khoa luật, Ngài vào làm việc tại tòa án thuế vụ tại thành phố Troang lúc 22 tuổi với chức vụ thẩm phán. Vị linh hướng đầu tiên. 9 năm làm việc tại Troang, Ngài nhận sự hướng dẫn của cha Henev, dòng tên. Đó là vị linh hướng đầu tiên mà Ngài đã chọn để làm thầy hướng dẫn đời sống Kitô hữu và tu đức cho Ngài. Đời sống hàng ngày. Thời gian làm cố vấn tại tòa án thuế vụ, cứ 5 giờ sáng mỗi ngày, Ngài đều đến nhà thờ các cha dòng tên để nguyện ngắm và đọc kinh nhật tụng theo lòng đạo đức riêng. Sau đó, Ngài mới về nhà để đi xét xử cho những người đang chờ Ngài tại tòa án thuế vụ. Mỗi khi đi ngang qua nhà thờ chính tòa Roang, Ngài lại ghé vào dâng cho Đức Mẹ những án xử Ngài sắp phải thực hiện. Sau khi kết thúc phiên tòa, trên đường về, Ngài lại ghé vào dâng cho Đức Mẹ các án xử vừa thực hiện. Ông Jean de Bernier de Nouvigny, vị thầy tu đức. Vào cuối năm 1654, Thiên Chúa đã soi lối dẫn đường cho Ngài đến sống một thời gian bên cạnh ông Jean de Bernier, một giáo dân đạo đức tại Căng. Nhờ sự quan tâm của vị thầy tu đức này mà Ngài đã tiến những bước thật lớn trên con đường chiêm niệm. Và Ngài luôn tha thiết xin Chúa biểu lộ ra bậc sống nào Chúa muốn cho Ngài đi theo. Khi sống bên cạnh ông Jean de Bernier,
Ngài được nghe nói về công cuộc truyền giáo bên Canada và mong ước tham gia vào chương trình này. Lần đầu tiên, Ngài có sự thúc đẩy bên trong muốn lãnh nhận chức thánh để có thể giúp đỡ các linh hồn ở đất nước mà Ngài nghĩ là đang kêu gọi mình đến. Ngài đi hành hương đền tội tại đền Đức Mẹ Notre Dame de la Délivrance, cách căng 15 cây số. Ngài cảm thấy không còn muốn trở lại Rouen nữa. Ngày 30 tháng 4 năm 1655, sau khi từ chức tại tòa án thuế vụ, về căng, Ngài lại đi hành hương tại đền Đức Mẹ. Sau đó, ông Bernier dẫn Ngài đi Paris để giới thiệu Ngài với ban tổ chức truyền giáo Canada. Ngài ở lại Paris một tháng để chờ đợi quyết định, nhưng người ta vẫn chưa cho biết là Ngài có được nhận đi truyền giáo hay không. Trở lại căng, Ngài tiếp tục đi hành hương đền Đức Mẹ để xin ơn soi sáng. Tại căng, sau khi tĩnh tâm 30 ngày, Ngài bắt đầu đi bộ thực hiện cuộc hành hương tới thành phố Khen, cách căng khoảng 180 cây số. Tin rằng việc này sẽ làm đẹp lòng Chúa, để chuẩn bị tâm hồn đón nhận các chức thánh mà Ngài xét thấy mình thật bất xứng. Sau khi hoàn tất tuần cửu nhật bên mộ vị tu sĩ nổi tiếng thánh thiện Jean de Saint-Samson tại tu viện Cát Minh, Ngài đi bộ trở về căng. Đầu tháng 9 năm 1655, Ngài được báo cho biết Canada không phải là nơi Thiên Chúa gọi Ngài đến để phục vụ giáo hội. Gia nhập hàng giáo sĩ. Cũng vào tháng 9 năm 1655, nhân dịp Đức Giám mục Bayer tới căng, Ngài xin chịu phép cắt tóc để gia nhập hàng giáo sĩ và bốn chức nhỏ là giữ cửa, đọc sách, trừ quỷ và giúp lễ. Từ căng, Ngài đi bộ tới chủng viện của Thánh Jean Earth tại Coutances và ở tại đó 40 ngày dọn mình lãnh nhận chức phó tế vào ngày 21 tháng 12 năm 1655. Ngày 27 tháng 12 năm 1655, ngày lễ Thánh Gioan Thánh Sử, Ngài thụ phong linh mục tại nhà thờ chính tòa Bayer. Ngày 8 tháng 2 năm 1656, cha Lambert dâng thánh lễ mở tay tại nhà nguyện chủng viện của Thánh Jean Earth tại thành phố Coutances. Trong ngày lễ mở tay, Ngài đã có một linh cảm rất kỳ lạ. Tình yêu mà Thiên Chúa đã khấn ban cho tôi hôm nay đang cháy bừng trong lòng khi tôi cử hành thánh lễ, và sau thánh lễ như muốn lôi kéo tôi đến với các dân tộc chưa hề biết Chúa hơn là đến với các dân tộc đã biết người. Có lẽ tôi cần phải tìm kiếm bên kia bờ đại dương những người mù lòa tội nghiệp mà Thiên Chúa muốn kéo ra khỏi tối tăm nhờ công nghiệp máu Thánh Chúa Kitô đổ ra chung cho mọi người. Trở lại căng, Đức cha Lambert được mời làm giám đốc trung tâm từ thiện xã hội tại Rouen. Ngài học thần học kinh viện dưới sự hướng dẫn của một linh mục khôn ngoan và đạo đức, người Ái Nhĩ Lan. Viện linh mục này đang dạy thần học ở Đại học Paris và ghé Rouen để dạy Ngài. Ngài gia nhập nhiều hội đoàn đạo đức, đặc biệt là Hiệp hội Thánh Mẫu của dòng tên và Hội dòng Ba Bé Mọn. Viện linh hướng lúc này của Ngài là cha Simon Halle, dòng Bé Mọn. Khám phá chương trình truyền giáo Trung Hoa và Việt Nam. Tháng 5 năm 1657, trong lần đi công tác cho trung tâm xã hội, Ngài tới thăm em là thầy chủng sinh Nicolas, hiện đang sống với nhóm các bạn hiền tại Paris. Nhóm này do François Paluy đứng đầu. Nhờ đó, Ngài khám phá ra chương trình truyền giáo tại Trung Hoa và Việt Nam. Được sự khuyến khích của cha linh hướng, Ngài trở lại Paris gặp ban tổ chức truyền giáo Trung Hoa, ngỏ ý được làm một nhà truyền giáo bình thường. Khi được biết chương trình truyền giáo Viễn Đông đang bị bế tắc vì vấn đề tài chính, cha Lambert xin dâng hết tất cả phần gia sản còn lại của Ngài vào việc truyền giáo này. Hai ngày trước khi quyết định khởi hành đi Roma, Ngài được mời tham dự một hội nghị về truyền giáo. Trong hội nghị đó, người ta đã trình bày hiện đang cần ba vị giám mục cho ba nơi là Trung Quốc, đằng trong và đằng ngoài của Việt Nam. Nhân vật thứ nhất là một linh mục đạo đức, tiến sĩ đại học Sorbonne, công trạng lừng danh. Cha Lambert hết sức ngạc nhiên khi nghe nhân vật thứ hai được đề nghị là Ngài. Giám mục hiệu tòa Berit. Ngày 9 tháng 9 năm 1659,
Đức Giáo Hoàng Alexander thứ 7 bổ nhiệm 3 vị làm giám mục đại diện tông tòa cho Trung Hoa và Việt Nam. Đó là Đức cha Lambert, Đức cha Paluy và Đức cha Cotolendi. Ngày 11 tháng 6 năm 1660, Đức cha Lambert chịu chức giám mục tại nhà nguyện của dòng thăm viếng tại Paris lúc 36 tuổi. Ngài đảm nhiệm miền truyền giáo gồm Đàng Trong Việt Nam, Campuchia, 4 tỉnh miền Tây Nam Trung Hoa và đảo Hải Nam. Phần 2, sự nghiệp thừa sai 1660-1676. Ngày 27 tháng 11 năm 1660, Ngài từ giã quê hương Pháp của Ngài tại thành phố cảng Marseille và bắt đầu cuộc hành trình truyền giáo sang châu Á. Hành trình nguy hiểm và gian khổ này kéo dài hơn 2 năm. Ngày 22 tháng 8 năm 1662, Đức cha và phái đoàn tới Ayutthaya, kinh đô xứ Simla, Thái Lan. Để giữ liên lạc và hiệp thông với tòa thánh, Đức cha Paluy đã nhận nhiệm vụ trở về Roma để trình trực tiếp cho Đức Giáo Hoàng những công việc đã làm tại miền truyền giáo. Phần 3, những năm tháng cuối đời 1676-1679. Khi từ Đàng Trong trở về Thái Lan, sức khỏe của Đức cha Lambert ngày càng yếu dần. Tuy nhiên, Ngài vẫn phải điều khiển công việc cho vùng truyền giáo đã được tòa thánh giao cho Ngài. Dù rất bận rộn với công việc, Đức cha vẫn dành giờ để làm một cuộc tĩnh tâm 40 ngày tại Bangkok. Đây là cuộc tĩnh tâm dài ngày cuối cùng của Ngài trên dương thế. Chứng bệnh đường ruột và sạn thận làm cho Đức cha Lambert rất đau đớn, khiến sức khỏe của Ngài ngày càng xấu đi. Ngài cảm thấy cần được tĩnh dưỡng để cầu nguyện và kết hợp mật thiết với Chúa Kitô chịu đóng đinh. Trong cơn bệnh, Ngài thường tự nhủ: "Can đảm lên, giờ gần đến, ta hãy chịu khổ vì Chúa muốn như vậy." Và Ngài không ngừng dâng lời tạ ơn: "Đến muôn đời, con ca ngợi lòng tử bi Chúa." Vào những giờ phút cuối đời, Đức cha luôn sống trong tâm tình cầu nguyện. Đến nửa đêm, Ngài xin giấc mình Thánh Chúa và xin đọc cho Ngài nghe lời nguyện tuyên tín. Qua đó cho thấy, Đức cha luôn kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể và tuyệt đối trung thành với giáo hội Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Vào 4 giờ sáng, ngày 15 tháng 6 năm 1679, Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, đại diện tông tòa tiên khởi miền truyền giáo Đàng Trong, giám quản tông tòa miền truyền giáo Đàng Ngoài, đấng sáng lập dòng mến thánh giá, đã an nghỉ lành thánh trong Chúa tại Ayutthaya, Thái Lan. Suốt cả cuộc đời, Ngài đã sống trọn vẹn mầu nhiệm thập giá hay linh đạo thập giá theo gương của Chúa Kitô. Chúng ta hy vọng một ngày không xa, giáo hội sẽ nhìn nhận những công lao, những đóng góp to lớn của Ngài với giáo hội tại Đông Á và cả gương sáng đạo đức mà Ngài đã thể hiện qua linh đạo thập giá, linh đạo Ngài đã di nguyện lại giáo hội Việt Nam, cụ thể là nơi người nữ tu mến thánh giá và các anh chị em, những người yêu và sống linh đạo mến thánh giá tại thế. Xin Chúa hoàn thành ước nguyện của chúng ta qua lời truyền cầu của Đức cha Lambert với sự bảo trợ của mẹ Maria, Thánh cả Giuse. Hy vọng một ngày không xa, giáo hội sẽ tuyên phong Ngài vào hàng ngũ các thánh để những đức tính cao đẹp của Ngài chiếu tỏa vinh quang Chúa và mưu ích cho các tín hữu.